Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 18 giờ. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024. Âm lịch hôm nay là ngày 22 tháng Chạp. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng nội soi cục giữa của đài JVC Commodore BC-UAT47. JVC, mình không biết tiếng Tây, mình đọc theo tiếng Kinh nhá. Còn nhiều thằng cu quan ấy nó bảo là chú đọc như thế là sai rồi, chú phải đọc theo tiếng Tây là JVC. Đấy, thế nhưng mà mình không biết tiếng Tây thì cứ đọc tiếng Việt thôi. Này. JVC BC-UAT47. UAT47 màu đen. Cục giữa này có nhiều khả năng là Phúc Đáp Sư Huynh ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam tháo ba chiếc đài ra, phá ba chiếc đài di và cờ BC-UAT47 ra mới dồn được vào một chiếc gọi là tạm ưng cái bụng. Để xem sư huynh nếu mà ưng cái bụng thì coi như là đầu xuân này đệ gửi cho, chưa tìm được cái mà cái mặt tiền nó quằn chân ốc thì cái nước xi mạ chỗ này nó lại không được đẹp. Những cái mặt tiền đẹp thì chân ốc lại bị gãy. Thế thôi, để lựa chọn cái phương án này. Cổ nhân nói rồi, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, ăn chắc mặc bền nha. Đấy, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Chứ còn nhìn nó bóng nước xi mạ thế nhưng mà chân ốc nó gãy rồi, về khi ấn mạnh tay cái nó lại làm đến tách cái thì thôi. Thì là chỉ có quăng đài ra vườn. Cái đài này thì cái hình thức của nó, cái mặt tiền thì nó không không được đẹp cho lắm đâu. Thế nhưng mà chân ốc của nó còn hết, không bị gãy một cái chân nào cả. Đây, nước xi mạ này. Kiếm được một chiếc đài mà cái nước xi mạ ở đằng trước này di vào cờ 47 ấy. Nó còn sáng loáng thì khó lắm. Đó. Ở đây còn hai cái tem đẹp phết, bên tem xanh bên tem đỏ đẹp phết, chỗ này nó bong ở đây kệ này. Bây giờ thì đủ tiêu chuẩn văn võ song toàn. Radio thì Trần Văn Nét, đèn FM Citroen nổi lên âm thanh trong veo. Hai cửa băng cassette đều chèn Trần Văn Chuẩn tua đi tua lại các kiểu con đà điểu bình thường. Chức năng thâu băng vẫn hoạt động bình thường. Mình không bàn đến là nó thâu có nét hay không, mình bàn cái đến là cái tính năng của nó vẫn hoạt động bình thường nhá. Đấy, bộ equalizer này hoạt động bình thường. Bộ equalizer của con đài di và cờ 47 này nó không như con 37. Con di và cờ BC37 thì 10 con, cả 10 con đều hỏng equalizer, đều phải độ chế. Nhưng còn là cái dòng 47 này thì nó lại không việc gì cả. Đây là phần phên vỉ về radio. Radio còn zin, không có đầu bới xơi lộn gì cả. Đấy, phên vỉ về radio. Đây là motor. Motor 4 dây, motor zin DC 12V. Đấy, cái chỗ này mình hàn dây rồi xong phải đổ keo vào đấy. Cái chỗ này nó hay đứt dây lắm. Chỗ này hay đứt dây lắm. Không đổ keo vào là nó cũng chả được mấy thủa đâu. Chân ốc thì không bị gãy một cái chân nào cả. Đây là chân ốc để lắp vỏ máy này. Đây chân ốc để lắp vỏ máy này. Đấy, thế còn chân ốc để lắp cơ không bị gãy một cái chân nào cả. Để lắp hết rồi nhá. Không bị gãy một cái chân nào cả. Đây cái chân ốc để lắp vỏ máy nữa này. Đấy. Tìm mãi mới được, thì hục suốt từ trưa cho tới giờ. Bây giờ mới hoàn thành được. Giờ chỉ có việc quay video sau là lát nữa là lắp vào thôi. Xong là test rồi bọc ni lông đóng vào thùng xốp. Chứ nếu mà ngày mai thì ngày mai bên đơn vị vận chuyển người ta vẫn nhận hàng, nhưng mà ngày mai đi bằng máy bay thì tốn thóc lắm. Thôi để ra ngoài riêng, test xong rồi để gửi cho. Đây là bộ mặt đằng sau, mặt dưới của phên vỉ đã được ký tên Khang 1861 vào đây rồi. Đấy. Đấy, vừa mới thay con tụ lọc nguồn này. Và cái tụ lòng nguồn, tụ lòng nguồn nó kém, nó phồi, nó phồng đít lên, nó phồng đít lên mà không thay. Để đây này, chỗ này có hàn lại này. Đấy. Phên vỉ thì có sửa chữa nhá, phên vỉ này đây này, ví dụ như chỗ này là dấu vết của sửa chữa này. Nếu mà sửa chữa nó rất chi là nhẹ nhàng êm ái, để tỷ dụ cho ai thay tụ lọc nguồn. Đấy,
nha. Còn về cơ bản là sạch đẹp, về cơ bản là sạch đẹp. Đây con tụ nguồn này này, con tụ nguồn nếu để ở đây kiểm tra mà không thay thì về chỉ được thời gian nữa. Đây là con tụ zin, đây là con tụ zin của cái đài JVC có model BC-W47. Thông số kỹ thuật của nó, biến áp chịu đựng là 16V, dung lượng của nó là 2200 microfarad. Đấy, cái này nó phồi lên này, đấy, nó phồng lên này, sờ vào nó nứt lên này, đấy, nứt kìa, đấy nó phồng. Nó tịt thì nó chưa tịt đâu, nhưng nó mới phồng thôi. Thì ở đây lại thay con tụ nguồn khác vào, nhá. Thì về bản chất vấn đề thì nó cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Cái con này là nó lọc điện nhá, lọc điện tức là từ điện áp xoay chiều qua bộ chỉnh lưu đấy, nó ra được một chiều. Thì cái thằng cu này, con tụ điện này nó lọc điện để cho cái dòng điện, nếu như dùng oscillo hay gọi là máy hiện sóng ấy kiểm tra thì cái dòng điện một chiều nó thẳng tắp nhá, nó thẳng tắp này đấy. Thế còn nếu mà nó còn nhấp nhô ấy là lọc chưa chuẩn đấy. Thế nên là nếu như dùng đài mà dùng pin hoặc dùng bình ắc quy là âm thanh nó rất chi là hay, là cái chỗ đấy là nguồn điện sạch, nguồn điện sạch. Còn những cái dùng điện xoay chiều mà khi nắn sang một chiều xong rồi lọc nó chưa kỹ là nhiều khi nó bị nhiễu nhá. Ở đây này, những chân rắc này phải đổ keo hết rồi này, chân rắc phải đổ keo hết này. Ở đây cái bộ phên vỉ này, bộ phên vỉ này người thợ trước người ta lắp cái tỏa nhiệt, lắp thêm cái tỏa nhiệt cho cái con đèn này, nên người ta đã lắp vào thôi, mình cứ để nguyên như thế nhá. Đây mình còn đổ thêm keo vào để cho nó giữ đấy. Đây còn những cái keo này là keo mình đổ này. Đấy, keo mình đổ này. Đổ này nó chắc chắn, cứ đi 2000 cây số thì nó tịt ở giữa đường thì gì thì buồn đời lắm. Này chân đốc để lắp phân vỉ này, chân đốc thì Huynh không phải lăn tăn gì cả, để thử mãi phá ba con đài ra mới được buộc cái mặt này còn nguyên chân đốc để lắp. À, chân ốc lắp cơ cũng vậy. À, đây. Đấy. À, chuyển sang cái vỏ đằng sau. Đây là cái vỏ đằng sau này. À, cái vỏ đằng sau chân này còn. Đấy. Ngày hôm qua phá cái đài ra chân nó gãy cho người thợ người ta hàn vào xong người ta còn dính băng dính đen này. Dính băng dính đen. Nhưng mà cái vỏ ấy mình vứt đi. Vứt đi không dùng. Đấy, dùng những cái vỏ mà nó còn nguyên chân ốc như này. Đây chân ốc này này, nguyên chân ốc, vệ sinh thì sạch đẹp rồi. Đấy. Vệ sinh sáng loáng sạch đẹp. Chân ốc này. Đấy, chân ốc này, vệ sinh sạch đẹp nhá. Đây như thế này mới có để đầu giường nghe thì nó mới không có mùi. Đấy. Đã được ký tên Gang 1861 về rồi. Nguồn zin nhá, nguồn zin. Cái bộ nguồn như thế này bán 150.000 đồng cả phên nguồn luôn nhá, cả phên nguồn luôn. Các đồng chí có nhu cầu gì mua cái linh kiện gì cứ alo cho mình theo số máy 0368888479. Mình không có nhiều nhưng lúc nào cũng có sẵn 500 chiếc đài để phá ra để lấy đồ sửa chữa. Có người có vài trăm chiếc nhưng không dám phá đâu, mình có 500 chiếc mình sẵn sàng phá ra ngay, mua cái gì bán cái đấy. Đây. Đấy tem này. JVC BC-W47U. Japan. JVC với Victor là một công ty limited. Đấy, là còn phiên bản giới hạn nhá, là còn phiên bản giới hạn. Thì cái dòng JVC này thì nó nổi bật nhất là radio. Radio của nó bắt rất chi được khỏe. Bắt rất chi được khỏe. Sony thì không thể thi thố được. Radio của dòng JVC bắt rất chi là khỏe. Thế nhưng mà độ trầm thì JVC lại phải gọi Sony bằng cũ tổ. Vì đài JVC thì loa nó cái chiều sâu của nó không có nông. Thế nên là độ trầm không có. Thế nhưng mà cái đài này nó rất chi là thanh tiếng. Trung âm của nó tốt lắm, thanh tiếng lắm. Nghe radio cũng vậy, nghe nhạc không lời. Nói chung là nghe cái nhạc gì cũng vậy, nhưng mà đài JVC BC-W47 này kể cả con 37 vậy nó không có độ trầm. Nhưng mà lại thanh tiếng. Đấy thì nó được cái lọ thì nó lại mất cái chai. Đấy à, ví dụ đài gì Sony thì nó lại không thanh tiếng thì lại kéo lại được cái là nó có độ trầm nhá. Thì mỗi cái nó có một cái khác nhau.
thì người ta sản xuất ra, người ta cũng nghĩ rồi, sản xuất ra cái đài có cái loa trầm để phục vụ những người nào thích trầm, phục vụ sản xuất ra cái đài mà nó phần trung âm của nó tốt để phục vụ những người thích nghe trung âm, âm thanh nó trong trẻo, nó thanh tiếng, thế mà lại sản xuất ra cái đài vừa trầm vừa thanh tiếng ấy thì ai người ta còn mua cái đài trầm nữa, ai người ta còn mua cái đài thanh nhá. Đấy, cái khôn của nhà sản xuất là như vậy nhá. Hôm nay xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.